Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 19 tháng 3, một lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh cho biết, hơn 10 giờ cùng ngày, bãi tạm giữ xe của công an huyện tại thị trấn Khánh Vĩnh tỉnh Khánh Hòa là kho để tập trung các phương tiện vi phạm trên địa bàn huyện bất ngờ bốc cháy ông Văn Ngọc Hường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã xác nhận vụ việc. Theo nhân chứng kể lại, thời điểm xảy ra vụ cháy, họ phát hiện khói đen bốc cao hàng chục mét bên trong bãi tạm giữ xe của công an huyện. Nhiều người tìm đủ cách dập lửa, tuy nhiên lửa bùng nhanh, kem cột khói đen bao phủ khu vực. Lực lượng chức năng cùng xe chữa cháy đã được huy động tới hiện trường để phun nước, khống chế đám cháy bùng lên bên trong bãi tạm giữ xe vi phạm của công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Hỏa hoạn không có thương vong về người, nhưng nhiều xe máy bên trong bị cháy đen hư hỏng. Ngay sau khi vụ cháy được khống chế, cơ quan chức năng vẫn thống kê thiệt hại, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 3, một vụ hỏa hoạn cũng xảy ra tại khuôn viên trụ sở công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ sự bất cẩn của chiến sĩ nghĩa vụ tại công an huyện này. Theo đó, một chiến sĩ đang thực hiện quá trình hút xăng từ các xe máy tăng vật vi phạm trước khi đưa vào bãi. Cùng lúc một chiến sĩ khác đi ăn cơm chiều về, vô tình quăng tàn thuốc chúng vào nơi đang hút xăng, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội và trở thành đám cháy. Vụ cháy đã được dập tắt sau 45 phút. Tuy nhiên, thiệt hại của vụ cháy là 232 chiếc xe máy, tăng vật bị thiêu rụi. Ngoài ra, đám cháy còn gây thiệt hại các tài sản khác, tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.